chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu qua biến thiên trên cái nền DOC phát triển mạnh mẽ hơn cái nền SOC. Như mọi người cũng chả quá quen thuộc với công nghệ là qua biến thiên trên cái nền SOC áp dụng trên dòng xe máy của nhà Yamaha với cái tên gọi là VBA. Tuy nhiên công nghệ qua biến thiên không chỉ hiện trên cái nền SOC mà còn cả cái trên cái nền DOC vô cùng mạnh mẽ hơn cả cái nền SOC. Tại sao qua biến thiên lại ra đời? Mọi người cũng đã biết cái động cơ sẽ có giải vòng tua thấp cho đến cao với nguyên tắc là 4 thì, tức là van nạp mở thì van xả phải đóng kín và khi van xả mở thì van nạp phải đóng kín. Đây là nguyên lý cơ bản nhất. Tuy nhiên nguyên tắc này chỉ hoạt động là hiệu quả ở giải vòng tua thấp, nhưng ở vòng tua cao thì nguyên tắc này lại gây hại cho động cơ, nhất là vấn đề công suất động cơ sẽ bị mất. Do đó ở giải vòng tua cao sẽ có một khoảng chu kỳ cho cả hai van mở cùng một lúc, mục đích là tăng công suất ở vòng tua cao. Vấn đề biến đổi hai vị trí trên cùng một cái trục cam thì các kỹ sư cũng đã cho ra đời một công nghệ là van biến thiên, với mỗi hàng có một tên gọi khác nhau. Chắc mọi người cũng đã nghe và cũng đã từng trải nghiệm cái công nghệ là van biến thiên xuất hiện trên cái nền SOC của nhà Yamaha là V3. Nhưng DOC cũng đã có từ rất lâu và phát triển mạnh mẽ hơn, cho ra công suất đạt cũng mạnh mẽ hơn cả nền SOC. Van biến thiên trên cái nền DOC của nhà Honda hay từng gọi là VTEC. Tuy nhiên chưa có những thông tin Honda sẽ áp dụng công nghệ này cho dòng xe máy như là Yamaha đã từng làm. Ngoài Honda thì Suzuki cũng đã áp dụng công nghệ này trên cái mẫu xe CX-E1000. Van biến thiên của Suzuki cũng đã từng áp dụng trên cái chiếc CX-E1000 rất thành công. Và cũng giống như Honda, chưa có những thông tin xác nhận Suzuki sẽ áp dụng cho dòng xe máy. Tuy nhiên thời gian ở đây đã lộ ra những cái bản vẽ công nghệ là van biến thiên của nhà Suzuki áp dụng cho dòng xe máy. Bản vẽ này thì van biến thiên của Suzuki đã lại trên cái nền SOC. Liệu Suzuki có tung ra cái mẫu xe nào cũng tương tự như là NBX 155 của nhà Yamaha để cạnh tranh hay không? Nếu như Honda và Suzuki tham gia vào cuộc chiến là van biến thiên trên dòng xe máy như nhà Yamaha đã từng làm thì thật là rất là gắt gao. Cảm ơn bạn hãy theo dõi này là kế tiếp, nhớ like, subscribe.